Mến chào cả nhà. Hôm nay mình thấy mấy cái cây hoa giấy của mình á, cái lá nó bị như thế này nè cả nhà. Nè. Nó vàng nó đốm nè. Nên mình có một bịch thuốc mình chia sẻ cho cả nhà để cả nhà pha và xịt những cái hoa giấy của mình đang trồng cho nó đẹp. Rồi những cây giống nữa nha. Thì cái bịch thuốc này nó rất là rẻ luôn. Nên mình hướng dẫn cho cả nhà cùng thêm. Trời ơi, ở trên đây chim quá trời luôn. Chim với bồ câu nó đầy hết trơn. Nó lại nó ăn nè, cả nhà thấy không nè. Mình trồng nhiều dữ lắm luôn nè. Đó đó, nghe không? Bồ câu nó dữ cánh đó. Dữ lắm nè. Nè, mình trồng cho cả nhà xem nè. Trái nè, thích không? Trái nó chín đầy hết trơn á. Nên chim nó bay lại nó ăn. Nè, cả nhà nhìn nè. Đó, chụp chùm luôn nè. Đó, thấy ham lắm. Rồi mình đi xịt những cái lá hoa giấy cho các bạn cùng xem nha. Mình pha thuốc. Đây, những cây giống như thế này nè. Các bạn thấy không? Nó đã bị si rồi. Đây, cái lá nó bắt đầu nó sẽ bệnh. Thì mình sẽ xịt thuốc để dưỡng cho cái lá này nó sẽ tốt hơn, giúp cho cây mình trồng nó nhanh phát triển. Với lại những cái gốc cây mà các bạn làm giống thì bữa nay mình sẽ xài cái thuốc này. Thuốc này thì nó tên là Somit T2 nè các bạn. Mình đặt trên mạng được hết nha các bạn. Và cái công dụng của nó là rất là tốt luôn nè. Tăng sinh hệ rễ nè, tăng khả năng kháng bệnh nè, sử dụng hiệu quả cho tất cả các loại hoa màu ngắn ngày và cây lâu năm luôn nha. Phục hồi nè, lúa cũng được nha. Bị vàng á, lùn sắn lá nè. Đó, ở quê mình xài là chủ yếu là nhiều khi cái lá nó bị sắn, bị vàng nè. Nên mình sử dụng cái này nè. Đó, cho các bạn xem. Và cái cách pha thì mình sẽ pha một gói như vậy á, thì sẽ làm 8 lít nước. Nhưng mà hôm nay mình xịt ít nên mình xài khoảng 1 lít nước trên lá thôi. Thì mình sẽ lấy một ít thôi. Rồi cho các bạn xem nè, một bịch như vậy là 8 lít. Bịch gì không có nhiêu tiền đâu các bạn ơi, nó rất là rẻ luôn. Các bạn bây giờ mình dịch này nè, không có mua bán ship hàng cây giống cho các bạn. Như nhiều bạn muốn hỏi như một cây hôm giống như vậy nè, mình chỉ nè. Thì ở ngay tại xóm nó có mấy ngàn cây à, thì từ 10.000, nếu mà ship đi xa thì 10-15.000 một cây. Còn cây mà trưởng thành thì nó mắc hơn chút, tùy theo cây giống như đó. Còn ngũ sắc á, thì tầm 200-250 trở lên một cây. Nhưng mà hiện tại thì ship không được, nên mình hướng dẫn cho các bạn cách chăm, cách bón. Và các bạn nhớ đăng ký kênh xem, các bạn xem giùm mình vài phút đi. Nè, mình sẽ pha vô vài phút đi, rồi các bạn hãy comment thì mình sẽ thấy các bạn, rồi mình sẽ trả lời cho các bạn. Đây, mình pha xịt lên lá nó rất là tốt luôn. Mà xịt lúc trời mát nha các bạn, không phải trời nắng nóng mà các bạn đem đi xịt nha. Rồi mình để clip sau đi, mình hướng dẫn các bạn tự làm hôm giống giống như mình luôn. Tự làm những cây hôm giống như thế này nè. Còn bây giờ mình pha thuốc này thì mình sẽ xịt lên tất cả các cây giống hiện tại ở nhà mình đang có nè. Giống giấy Mỹ, giấy Mỹ cái lá nó hay bị vàng lắm. Để mình lấy một cái cây cho các bạn xem. Đây, nó vàng hết vậy nè. Đó, các bạn thấy không? Nên nó bông nó không có được tốt, vàng đều hết trơn rồi. Nên mình sợ quá mình phải xịt. Mà rất là nhiều loại dưỡng lá chứ không phải riêng gì, rất là nhiều loại luôn. Các bạn có thể mua loại khác cũng được nữa. Đây, hoa giấy nè, bữa nay ra ít xỉu bông. Đó, vàng hết trơn rồi nên mình sẽ xịt cho nó hết. Cái thuốc này nó hay lắm cả nhà. Cả nhà xịt lên lá này nên nó vừa tốt cho rễ nè, mà nó vừa mình rễ nè, bộ rễ nó rất là tốt luôn. Rồi cái lá nó chị nó dưỡng lá luôn, nó không có bị vàng lá, sắn lá. Mình sẽ đi tưới hết luôn.
thuốc này mình xài cho qua giấy Mỹ, qua giấy thường và qua giấy Thái cũng được nha các bạn. Đây, nó đang chuẩn bị ra hoa lại nữa nè. Sẵn xịt dưỡng cho mấy em này luôn. Mấy em này là giống khác nhau hết, màu sắc đủ thứ loại hết các bạn ơi. Nè, em này là Ấn Độ trồng dở quá, trồng hoài không có bông. Cái thuốc này nè các bạn, nhất là những cây hơm giống mình làm nó, mình xịt cho nó. Tại vì nhiều bạn làm cây giống làm được nhưng mà nó bị như thế này nè, để mình cho cả nhà xem nha. Đây, đây, thời gian là nó sẽ bị cái lá nó cháy như thế này và cái cây giống nó sẽ chết, nên mình phải xịt cái thuốc này vô để giúp cho cái cây nó phát triển hơn. Cây này thì xài tốt rồi nhưng mà hiện tại giờ dịch bệnh nên không giao hàng được, nên mình giúp cho các bạn xịt để dưỡng cái cây nó lại, rồi các bạn hãy xuống đất trồng thì cái cây nó sẽ tốt hơn. Chứ có nhiều cây giống nó thiếu chất quá nên nó sẽ chết nhát. Đây thì cây này cũng tốt, tại vì hôm rồi mình cũng có xịt nè. Nè, nó bị gì nó dễ lây á, nó lây nguyên nhóm luôn nên mình ngắt bỏ rồi nó chết nhát luôn. Chứ cây giống này là quá tốt luôn nè các bạn. Để cái clip sau đi mình hướng dẫn kỹ cho các bạn cách pha thuốc để các bạn làm cái hôm giống tốt như mình. Cái này là hôm giống hoa giấy Thái này nó nhiều màu. Bữa nay mình làm nó có màu đỏ nè, màu cam nè, màu vàng nè, rất là nhiều màu các bạn ơi, 7-8 màu nè. Hoa giấy Thái á, cái lá đó nè, hơi hết rồi, nó giống như là nó thiếu chất, nó không có xanh mà nó hơi vàng vàng nên mình phải xịt thôi. Như vậy thì cây giống của các bạn nó sẽ tốt hơn, chứ nó không có hề bị sao đâu. Chỉ cần có vài ngàn mà các bạn sẽ tưới và xịt lên lá nó thì sẽ giúp cho hoa giấy nó phát triển nhiều hơn. Rồi mình clip sau đi các bạn, mình sẽ pha chỉ rõ cái công thức để pha thuốc để giúp cho các bạn làm những cây giống như thế này, giống thịt mình. Hoa giấy Mỹ cũng được luôn, hoa giấy Thái thì làm khó hơn nha, hoa giấy Mỹ thì làm dễ nhất nha. Rồi mình xin chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà luôn vui vẻ hạnh phúc. Tạm biệt cả nhà.